Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7, trang 16 đến trang 18, bài 1 phần tiếp theo, sách Chân Trời Sáng Tạo, đọc kết nối chủ điểm, ông 1, Vũ Hùng. Thì nhan đề do người nhóm biên soạn đặt. Thì văn bản ông 1 được trích từ phía Tây Trường Sơn, in trong tập truyện Những Truyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi, Vũ Hùng, nhà xuất bản Kim Đồng, năm 2020. Phía Tây Trường Sơn kể về chuyến đi của ba chiến sĩ trẻ ở Trung quân đoàn quân tình nguyện Việt Nam đến vùng Nam Lào vào năm 1947. Thời điểm đó thì bộ đội Lào tặng cho bộ đội Việt Nam 3 con voi để vận chuyển hàng hóa, vũ khí trên dãy Trường Sơn. Ba chiến sĩ được giao nhiệm vụ vượt dãy Trường Sơn đến bản Buôn Mi, làng Vong Xây để học làm quản tượng, rồi dông voi về. Chuyến đi đã để lại cho họ nhiều bài học về cách sống hài hòa với thiên nhiên, về thái độ trân trọng sự sống của muôn loài. Thì đoạn trích dưới đây nằm trong một phần đầu của phía Tây Trường Sơn. Ba chiến sĩ cùng với ông Cao, người dẫn đường cho họ vượt Trường Sơn, tình cờ gặp con voi mà ông trân trọng gọi là ông Một, của đề đốc Lê Trực, một lãnh tụ của nghĩa quân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp vào cuối thế kỷ 19. Sau khi bị giặc vây hãm, nghĩa quân dần tan tác, đề đốc Lê Trực buộc phải về quê. Ông đã tặng con voi cho người quản tượng thân tín của mình chăm sóc. Ông Cao đã kể cho ba chiến sĩ nghe câu chuyện về con voi và người quản tượng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ trải nghiệm cùng văn bản. Từ ngày rời căn cứ, con voi trở nên ủ rũ. Nó nhớ ông đề đốc, nhớ đời chiến trận, nhớ rừng và gầy rạc đi vì cuộc sống tù túng dưới làng. Nó vẫn giúp người quản tượng phá rẫy, kéo gỗ, nhưng chỉ khuây khỏa những lúc làm việc, rồi sau đó lại đứng buồn thiêu. Có bận nó bỏ ăn, không đụng vòi đến một ngọn mía, một sợi cỏ. Người quản tượng hiểu lòng con voi, nó là nguồn an ủi của ông lúc xa cơ. Ông chưa từng sống với ai lâu như sống với nó. Ông quen nó quá, khó xa rời nó được. Vậy mà ông vẫn quyết định thả nó về rừng, nơi nó ra đời. Một mình ta chịu tù túng cũng đủ rồi, người quản tượng thường tự bảo. Còn nó phải được tự do. Người quản tượng đinh ninh lúc gặp thời vận, đề đốc Lê Trực sẽ lại giấy thân. Lúc đó ông sẽ đón con voi về. Ông để con vật nghỉ hết vụ hè, vỗ cho nó ăn. Ngày nào ông cũng cho nó ăn thêm 2 bát mía to, 2 thùng cháo. Ông coi con voi như con em trong nhà, giục giã nó. Ăn cố đi, ăn cho khỏe, lấy sức mà về. Rừng già xa lắm, phải có sức mới đi đến tới nơi. Bao giờ chủ tướng giấy quân, lúc đó ta sẽ đón em trở lại. Con voi đã cố ăn suốt mùa hè, nhưng sang đến mùa thu thì không chịu ăn nữa. Trời thu yên tĩnh, gió rì rào đưa về làng hương vị của rừng xa. Con vật cứ vươn vòi đón gió và buồn bã cho rống rọi. Nó héo hon đi như chiếc lá già. Người quản tượng biết gió thu nổi lên làm con voi nhớ rừng, ông quyết định thả ngay cho nó đi. Con voi đi đâu không ai biết, chỉ thấy hàng năm khi sang thu, nó lại xuống làng. Nó rống gọi rộn ràng từ xa, trước khi lội qua bến sông. Nghe tiếng rống, người làng bảo nhau, ông Một về, họ nô nức cùng người quản tượng ra đón nó ở tận đầu làng. Con voi theo người quản tượng về mái nhà cũ, quỳ ở giữa sân. Thấy con vật luyến chủ trở về, người quản tượng như trẻ lại. Ông dẫn nó đi tắm rồi hớn hở đưa nó lên nương. Ông vẫn trồng sẵn cho nó một nương mía, thiết đãi nó những bữa no nê. Vào những ngày ấy, ông tưng bừng, nhà ông tưng bừng và chật ních người. Lũ trẻ kéo đến xúm xít dưới chân voi. Còn các bô lão thì lại như xưa, đem đến cho nó đủ thứ quà.
Con voi thường lưu lại ở nhà người quản tượng vài hôm. Nó giúp ông đủ việc cuốn các ống bắn ra sông lấy nước và không cần người đưa dắt. Lên nương lấy vòi quắt những cây gỗ mang về. Được 10 năm như thế, người quản tượng qua đời. Ông mất đi giữa lúc đất nước còn tối tăm, thời vận giấy quân chưa tới, để ông đi đón con voi trở lại. Lần ấy khi con voi xuống làng thì người quản tượng không còn nữa. Không thấy ông ra đón ở đầu làng, con voi rảo bước về nhà. Nó quỳ xuống giữa sân, trống gọi, rền rỉ mãi mà vẫn không thấy người quản tượng đi ra. Khi biết mọi tiếng rống gọi đều vô ích, con voi lòng chạy vào nhà. Cái thân hình to tướng của nó làm sập khung cửa và đổ gãy các đồ đạc. Nó hít hơi cái giường cũ của người quản tượng rồi buồn bã đi ra. Chạy khắp làng tìm chủ. Các vô lão mang mía cho nó, nhưng con voi không ăn mà cứ lòng chạy như voi hoang. Từ đó mấy năm con voi mới lại xuống làng một lần. Nó trở nên lặng lẽ, đã qua nhà cũ của người quản tượng, tha thẩn đi trong sân, vừa tung vòi hít ngửa khắp chỗ, vừa khe khẽ rền rỉ rồi âm thầm bỏ đi. In trong những chuyện hay viết cho thiếu nhi, Vũ Hùng, nhà xuất bản Kim Đồng, 2020. Như vậy thì chúng ta vừa cùng trải nghiệm với cái văn bản ông một. Tiếp theo thì sẽ là phần suy ngẫm và phản hồi. Một, tìm một số chi tiết thể hiện tình cảm của con voi đối với đài đốc Lê Trực và người quản tượng, đó là tình cảm như thế nào? Thì các chi tiết thể hiện tình cảm của con voi đối với đài đốc Lê Trực và người quản tượng, đó là người quản tượng chăm sóc con voi, vỗ cho nó ăn để nó lấy sức về rừng. Rồi hàng năm thì voi đều quay trở lại làng để thăm người quản tượng. Rồi mỗi lần nó về thăm làng thì người quản tượng lại dẫn nó đi tắm và luôn trồng sẵn một nương mía để tiếp đãi nó một bữa no nê. Lần trở về làng, khi biết người quản tượng đã mất, nó chạy vào nhà, hít hơi cái giường cũ của người quản tượng rồi buồn bã ra đi. Chạy khắp làng tìm chủ. Sau khi người quản tượng mất, trở về làng, nó lặng lẽ đảo qua nhà. Người quản tượng tha thẩn đi trong sân, vừa tung vòi hít ngửi khắp chỗ, vừa khe khẽ rền rỉ rồi âm thầm bỏ đi. Thì đó là cái tình cảm gắn bó yêu mến thủy chung như người thân trong gia đình. Tiếp theo câu 2, người quản tượng và dân làng đã cư xử với con voi ra sao? Thì người quản tượng và dân làng đã cư xử với con voi như con em ở trong nhà. Họ nô nức cùng người quản tượng ra đón nó ở tận đầu làng. Vào những ngày ấy thì nhà ông tưng bừng và chật ních người, lũ trẻ kéo đến xúm xích ở dưới chân voi, còn các bố lão thì đem đến cho nó đủ thứ là quà. Khi voi từ rừng xa trở về, ông mừng như trẻ lại, ông hớn hở đưa nó lên nương mía trồng riêng để thết đãi nó những cái buổi no nê. Người quản tượng và dân làng đã xem con voi như là người thân của họ, hiểu tâm tình của voi, tôn trọng, yêu quý voi. Họ trông mong chờ đợi con voi về thăm làng, háo hức tưng bừng chào đón con voi như đón người thân đi xa trở về. Tiếp theo câu 3, đoạn trích trên giúp em hiểu gì về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên? Thì đoạn trích trên giúp em hiểu được về mối quan hệ gắn bó khăng khít như tình cảm ruột thịt giữa con người với thế giới tự nhiên.